qua cái đường này thì cảm thấy là khi mà mình làm việc công ty á, trước kia thì một tuần là xong những cái một điều tốt của nhân viên xung quanh mình, mình tự nhiên nhắm vào cái đó thôi. Nhưng mà khi mình đọc sách thì thấy là khi mà mình chỉ so nói những cái đó bạn này mà mượn á thì bạn kia là không có. Nhiều lúc mình chờ cuốn sách mà mình tâm đắc để mình đọc á thì rất là lâu. Thì mình thấy là cái chương trình này rất hay. Mình đi với con mình và mình thấy rất là cảm ơn những người tổ chức cũng như những người có cái ý tưởng để làm ra chương trình này. Mình có đọc cuốn sách khuyến học. Thì cái cuốn sách này rất là lâu rồi. Và tác giả thì họ cũng bức xúc về cái đất nước của họ, đất nước Nhật. Đây là tác giả người Nhật. Thì họ rất là bức xúc khi mà cái nước trực lúc mà cái thời bắt đầu là cái thời minh trị. Cho nên họ muốn cãi, cũng giống như hồi xưa là vua Duy Tân, phong trào Duy Tân của Phan Bộ Châu á. Thì cũng muốn là cải cách đất nước. Tại sao thấy là dân tộc mình, ai cũng thông minh, người nào cũng cộng cường, có những tố chất có thể làm nên thành công, mà họ lại cái đất nước lại chậm và phát triển như vậy. Thì họ cũng có những cái người trong nước đó, họ cũng có cái tinh thần cải cách. Chương trình offline như thế này thì tất cả chúng ta đây đều rất là may mắn nhận được rất nhiều giá trị. Trước tiên là về sách thì chúng ta một số các bạn thì đã đọc qua những quyển sách này hoặc là biết tên quyển sách này, nhưng mà đối với bản thân mình thì mình cũng biết có một số và một số một phần cũng chưa biết. Ở đây là một cái thứ hai nữa, và ở đây mình được gặp gỡ, được giao lưu với tất cả những người mà có chung cái sở thích là sách. Cái điều đó là người Việt Nam và tủ sách của người Israel, quên, tủ sách của người Do Thái. Đất nước Israel là đất nước của những con người Do Thái. Tại sao họ lại so sánh như vậy? Mình ước mong là người Việt Nam mình ai cũng có một quyển sách và ai cũng có một điều gì đó để trau dồi của mình, đọc sách để mình biết thêm thế giới bên ngoài. Cách đây khoảng 5 tháng mình được tặng một quyển sách, đó là quyển Quốc gia khởi nghiệp, một quyển sách cực kỳ quý báu. Khi mình được tặng quyển này mình cũng rất bất ngờ và mình thấy nó rất là đặc biệt vì mình chưa từng biết tới nó và mình chưa từng đọc nó. Và đến khi mình bắt đầu mình đọc nó, mình cảm thấy cái sự lôi cuốn kỳ lạ. Tại sao cái cuốn sách này hay như vậy mà mình chưa được đọc? Những cái mà điều mình không nghĩ là những thứ này họ sẽ làm được. Họ sẽ lấy những cái câu chuyện, lấy những cái sự thật, ví dụ như ô tô điện tại Israel, hoặc là những cái việc trồng cây, trồng rau đi đầu trên thế giới. Và tất cả các nước dù phát triển nào vẫn không thể bằng Israel. Cái con người của họ kỳ lạ, tại vì họ đã bị đưa vào đến cái mức đáy, đó là không có một nguồn tài nguyên, sống ở sa mạc. Họ buộc phải phát triển mình, phát triển cái con người để cải tạo cuộc sống của họ. Và giờ họ đã trở thành đất nước đứng trong top đầu của thế giới. Vậy rồi thì mới thấy rằng đối với lại các em học sinh bây giờ, như việc mà các em nhìn nhận, các em tìm được tất cả các cuốn sách mà nên đọc thì các em chưa có được một định hướng rõ ràng, và cả cái phương cách suy nghĩ rồi các em nhìn nhận về niềm tin, về ý tưởng sống như thế nào thì cũng còn khiếm khuyết rất là nhiều. Thành ra là trong quá trình dạy mình cũng rất hay giới thiệu đến các em những cuốn sách mà mình đã từng đọc và từng yêu thích. Nhưng mà cái việc mình làm thì nó tương đối là ít ỏi so với lại cái nhu cầu của em, hoặc là tại vì cái bản thân mình là chỉ dạy được một số lớp, thành ra là cái những cuốn sách mình giới thiệu cũng không đến được rộng rãi. Thì hôm nay đi đến với đại hội hôm nay thì khi mà được cầm trên tay năm cuốn sách này á, thì trong lòng mình suy nghĩ là giá như mà những cái chương trình như thế này có thể đến được gần hơn với lại các em học sinh ở các môi trường cấp 3 thì điều đó rất là tuyệt vời, bởi vì thật sự là các em đang thiếu thốn rất nhiều và các em chưa được giới thiệu nhiều cuốn sách hay mình nữa. Cũng rất là thích đọc sách, nhưng vấn đề là các bạn đã không chọn đúng cái loại sách mà các bạn đọc. Đọc sách để giải trí hay là mình đọc sách để ứng dụng vào cuộc sống? Chẳng hạn như mình thích đọc sách nhưng mà mình không ứng dụng được những bài học trong sách vào cuộc sống thì mình đọc sách cũng không có ý nghĩa.